Chào các bạn trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta kiểm soát cái mức độ truy cập vào một cái thư mục hay một cái file khi các bạn làm việc trong một dự án thì các bạn biết khi đối với BIM nhé thì với một dự án thì có thể có rất nhiều bên tham gia vào có rất nhiều các cái bộ phận tham gia vào rất nhiều con người tham gia vào. Ngay cả trong một công ty ví dụ một đơn vị thiết kế tham gia vào một dự án thì ngay trong một cái đơn vị thiết kế đấy nó cũng có thể chia thành rất nhiều các cái bộ phận với bộ phận kiến trúc, bộ phận điện nước rồi bộ phận kết cấu tham gia vào cái dự án đấy. Cho nên là cái việc việc các bạn phân quyền để những cái thành viên thuộc một cái công ty hay là một cái nhóm của một công ty nào đấy chỉ có thể được phép xem hay là chỉ có thể được phép chỉnh sửa hoặc là chia sẻ một cái thư mục hay một cái file nào đấy là rất là quan trọng. Thì các bạn thấy là ở đây khi các bạn xác định cái vai trò của một cái người thành viên tham gia một cái dự án ấy thì các bạn ở đây bạn chỉ có thể kích hoạt là người đấy là admin hay là chỉ là cái thành viên thôi thì nó nó chỉ là một cái mức độ đơn giản như thế tuy nhiên thì mình phải chỉnh sửa sâu hơn một chút uh, kỹ hơn một chút uh, chi tiết hơn một chút nữa để các bạn có thể thiết lập cái quyền đấy thiết lập cái quyền cụ thể cho một cái thành viên hay cho một cái công ty khi tham gia vào một cái dự án uh, như vậy thì các bạn mới có thể kiểm soát được cái chi tiết và gắn trách nhiệm mà uh, quy kết, quy kết trách nhiệm một cách uh, cụ thể cho tất cả mọi công ty hay các cái thành viên khi tham gia vào một dự án. Rồi ở đây để uh, cái tính năng mà mình muốn nói ở đây ấy, đó là chính năng về mặt team hay là nhóm team ấy, thì các bạn có thể tạo ra một các các cái team hoặc là các cái team nhỏ nằm trong một cái team lớn để các bạn có thể quản lý các cái thành viên. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Thì uh, để uh, để quản lý tạo ra một cái team ấy để phân quyền thì ở đây các bạn làm như này các bạn phải kích vào cái ba chấm ở đây các bạn kích vào design collaboration ở đây để chúng ta bắt đầu quản lý cái việc phân quyền rồi hoặc là các bạn kích vào tab service ở bên trên này khi các bạn đang ở trang project admin nhé bạn kích vào tab service ở đây đây mình sẽ kích vào tab service thì các bạn thấy ở đây nó có hai mục document management và design collaboration tức là làm việc nhóm với nhau ấy thì ở đây mình sẽ kích vào design collaboration ở đây để chúng ta thiết tạo ra các cái team mà để chúng ta làm việc nhóm sử dụng Re Revit rồi ok chúng ta ở đây mình đến no tank no time. Mình tắt hết đi Ở đây các bạn thấy Ở đây hiện tại là Mình chưa có một cái team nào Ở đây cả Đó, Chưa một cái nhóm nào Trong cái mục Design collaboration nha Tức là cái mục Làm việc nhóm Mà sử dụng Revit ý. Rồi bây giờ Mình sẽ kích vào Add team Đây Kích vào đây bạn Kích vào đây Thì chúng ta sẽ tạo ra Một cái team Bao nhiêu team Tùy các bạn thôi Các bạn thấy là Ví dụ trong một cái đơn vị Thiết kế nhá, Thì chúng ta cần Một cái team Kiến trúc này Cái tech này Đó Mình add vào rồi chúng ta cần một cái team về uh, kết cấu nữa này. Rồi chúng ta chờ một chút. Rồi chúng ta có một team kết cấu này. Rồi. Mình lại add vào này. các bạn hiểu là cái việc các bạn đang tạo các team này ý, nghĩa là các bạn đang tạo cái thư mục đấy các bạn đang tạo một thư mục để các bạn uh, quản lý các thành viên mà có thể uh, xem thư mục có thể chỉnh sửa thư mục có thể chia sẻ cái thư mục uh, đó bạn hiểu đơn giản hôm na như thế team nó đơn giản là như vậy ở đây mình có một MVP nữa các bạn thấy là mình tạo thì cái vị trí thư mục nó nằm ở đâu thì các bạn thấy này vị trí mặc định thư mục nó nằm ở một cái project file nếu các bạn đã tạo sẵn các cái thư mục cây thư mục này rồi ấy, thì các bạn không cần phải làm cái bước tạo ở đây nữa mà các bạn thấy ở đây nó có mục là nếu bạn đã tạo nhá các thư mục này rồi ấy thì các bạn có thể kích vào nút here ở đây đấy thì nó cho phép các bạn chọn các cái thư mục phụ ở bên trong này đấy, nếu các bạn đã tạo thư mục architect tạo thư mục của structure tạo thư mục MVP thì các bạn chỉ việc kích vào đây các bạn chọn thôi là được còn nếu không thì thôi đấy mình tắt đi đấy, thì mình bây giờ mình tạo ở đây mình kích lâu đấy thì các bạn thấy là ba cái thư mục architect này MEP và structure nó tồn tại trong cái thư mục project file ở đây đấy bây giờ mình mới đi xét quyền cho nó như sau này ví dụ như architect mình kích vào đây đấy các bạn kích vào nút manage team member kích vào đây rồi các bạn thấy là ở đây nhé, bây giờ cái Minh Tuấn Phạm Minh Phạm Tuấn này là admin, các bạn thấy cái quyền của nó là view, edit, share và control là tất cả các cái quyền uh, ở trong cái thư mục kiến trúc này là mình là admin, mặc định là admin là có tất cả các cái quyền đấy. đó bây giờ add thêm vào ví dụ như là ở đây mình có Phạm Tuấn Minh này mình add vào, đây, mình add vào đây rồi bây giờ bạn muốn cái ông phạm tuấn minh này có các cái quyền gì thì bạn chỉ việc kích vào đây này bạn thấy không có một custom đấy là có thể tùy biến này đấy rồi là các bạn thấy là view only này đấy là cho ông phạm tuấn minh này chỉ xem thôi hay là chỉ xem với chỉnh sửa có muốn có cho đồng chí này xe không tùy mức độ ví dụ mình chọn view and edit tức là cho ông này view and edit thôi đấy ngoài ra thì các bạn có thể uh, thêm quyền một cách tổng quát hơn tức là đây là mình xét quyền với cái thư mục Architect này cho từng cái thành viên nhưng nếu các bạn muốn là mình muốn là tất cả các cái thành viên thuộc cùng một cái công ty đấy chỉ có một cái quyền đấy thôi thì ở đây bạn có thể add tên công ty đây chắc chắc. ở đây hiện tại đã đang không có cái công ty nào ở đây đấy ví dụ như là ví dụ à, công ty Solid Beam này đi các bạn có thể add vào này ví dụ S này đó thì cái solidbeam này tất cả các ông thuộc solidbeam ấy các bạn chỉ muốn là Đều là khi các bạn add tất cả các thành viên mà được add vào dự án này thuộc cái công ty solidbeam ấy Thì đối với cái thư mục architect này nó chỉ có thể view only, thôi, chỉ có thể xem thôi Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm ví dụ như là các cái role Tức là role ví dụ như là Architect Đấy tất cả các thành viên Mà có vai trò là architect Thì sẽ có cái quyền hạn gì ở trong cái này thì các bạn cũng add vào thì tất cả những cái thành viên khi các bạn add vào trong một dự án ấy hoặc là add vào vào một project ấy, bạn add vai trò cho nó là architect thì nó chỉ có những cái quyền mà các bạn thiết lập ở đây thôi nó rất đơn giản như thế và ok ok khi các bạn không dùng nữa bạn có thể kích vào nút remove này các bạn bỏ nó đi Đấy. Đấy, chúng ta kích vào close đấy là xong cái thằng architect tiếp theo các bạn thấy là chúng ta sẽ kích vào mep để chúng ta thiết lập quyền cho những cái những cái người mà thuộc về mep hay là những công ty chuyên làm mep thì chỉ có thể vào đây thôi còn những cái thằng khác thì không thể vào được rồi là thằng nào mà chuyên làm kết cấu thì có thể vào đây còn thằng mep thì có thể chỉ có thể vào thư mục kết cấu để xem thôi nó không có thể nó lại chỉnh sửa được nó ảnh hưởng nó không quyền hạn của nó chỉ đến thế thôi rồi ok bây giờ các bạn kích thẳng vào đây các bạn xem này đây các bạn thấy là bên cạnh Path này là chính là cái đường dẫn đây, các bạn kích vào đây Đấy Nó sẽ mở ra một cái cây thư mục Chính là cái phần Document Management này Các bạn thấy ở đây Đây các bạn thấy ở đây Nó có thư mục Architect là Các bạn đã tạo ra à, Structure các bạn tạo ra mvp các bạn đã tạo ra Và trong mỗi một cái thư mục này Thì các bạn thấy là nó đều có một cái mục gọi là mục Consume thì cái này mình sẽ nói trong video sau. Ngoài ra thì các bạn thấy nó có một cái thư mục của thư mục xe. trong xe này nó chia ra có ba cái thư mục architecture, mvp và structure. Thì cái này mình sẽ nói trong video tới. Đấy. ngoài ra thì các bạn có thể gì à, kích chọn vào đây để các bạn kích vào nút ba chấm này để các bạn có thể tạo thêm các cái thư mục phụ khác. đấy rồi các bạn có thể set quyền cho nó permission cho nó. thì ở đây nghĩa là gì? các bạn có thể tạo thư mục và các bạn set quyền trực tiếp cho nó ở đây và À, cái mức độ các bạn xét quyền ở đây là mức độ cụ thể hơn nếu các bạn có thể tạo ra một cái thư mục đặc biệt nào đấy và các bạn xét quyền cho nó chỉ cho những cái người nào đó và có quyền truy cập vào cái thư mục mà các bạn à, thư mục đặc biệt mà các bạn tạo ra ở đây còn khi các bạn tạo ra cái nhóm team ấy, thì các bạn quản lý ở cái mức độ cao hơn một chút đấy thì các bạn tạo ra các team architect à, tạo team MVP và các bạn tạo structure thì các bạn xét quyền cho nó ở cái level cao hơn Đấy. thì à, mặc định tất cả những cái gì mà mà phù hợp với cả cái quy tắc mà các bạn thiết lập ở đây, đây quy tắc mà các bạn đã thiết lập ở đây thì nó sẽ bị hạn chế quyền hạn theo đúng cái quy tắc mà các bạn đã thiết lập ở trong cái team này. rồi ok đấy là mình nói về cái phần à, cụ thể về cái phần team để các bạn có thể quản lý được các cái thành viên Uh, mình nghĩ là như này là đủ để các bạn có thể quản lý một cách chi tiết tất cả các cái công ty hay tất cả các thành viên tham gia vào trong dự án của các bạn. Rồi hẹn lại gặp lại các bạn trong video tới chúng ta sẽ uh, bắt đầu đi sâu vào việc sử dụng Revit kết nối với cả BIM 360 Design để làm việc.